mần mò khó khăn lắm, mà nó không có đập được cái bức tường đó, cứ thở cái là đau không à. Khi mà em biết vợ em còn gái thì nó thật sự là trong lòng em có một cái sự quý trọng rất là nhiều về vợ em. Em tên là Thanh Vân, em 44 tuổi, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em dạ. Chào lịch lãm quá à. Chào anh Quốc Thuận và chào khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên Hòa, em 45 tuổi. Em kinh doanh và buôn bán các loại vải. Hai vợ chồng là lấy nhau lâu chưa nè? Dạ, em lấy vợ tới tháng 11 này là đầy 4 năm á chị. Vậy là còn son. Vậy là còn son. Chương trình của mình là 5 năm mới là đó, bớt son chút xíu thôi. Còn 4 năm là vẫn còn son dữ lắm luôn. Son dữ dằn luôn. Vậy thì bây giờ cháu Thuận được biết nha. Cái mối nhân duyên nào đã khiến cho hai bạn gặp nhau? Và lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên á, là khi đó em thuê đất gần kế bên nhà của vợ em bây giờ. Vâng. Cái em mở xưởng may. Thì hôm đó là bên nhà vợ em á, là đang xây mấy cái phòng trọ, thì đổ đất cát ra đầy đường luôn, gạch nhiều lắm. Thì thấy bên này có hai đứa nhỏ với vợ em cầm mấy cục đá rồi cào qua cào lại biết bao giờ xong. Cái em mới nói thôi em đi vô đi, rồi để đó có gì khoảng đầu giờ em ăn cơm xong là ra anh làm xong rồi. Cảm giác đầu tiên của em khi gặp cô này là em thấy sao, em thích không? Cái cảm giác đầu tiên á, thì em thấy nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, rất là thích. Nhưng mà thấy có hai đứa em bé rồi, đứa nhiêu đây đứa cao hơn, nó kêu bằng mẹ. Đã tưởng hai đứa đó là con của cậu. Là con của vợ em bây giờ. Em mới nghĩ trong lòng là em nói chắc có con rồi, nó kêu bằng mẹ. Mấy hôm sau cái bà tổ trưởng á, cái bà lại bà kêu vài bữa tao làm mai cho mày người. Em mới nói ai vậy cô làm mai cho con đi. Cô đó cô mới kêu thằng Dân á, nó đang xây mấy cái nhà trọ đó đó, để đây tao qua tao xin số điện thoại nha. Cái mình mới nói ủa chứ sao có hai đứa con kêu bằng mẹ rồi mà làm sao mà ủa vậy cũng gãy gánh như em hả? Nó không, người ta còn con gái á. Cái đó em mới hết hồn là bắt đầu đầu tiên đúng không? Rồi còn Vân thì sao, khi mà Vân ra Vân nói chuyện với ảnh, rồi em gặp anh này em thấy sao? Không, lúc đầu em ghét anh này lắm chị. Người thì ở mặt một xà lỏng ở trần là em tới trường em ghét lắm luôn á. Cái ảnh cái đi ra anh dòm em, nói vậy nè, xây xong cho tôi thuê phòng nha, tôi không có vợ. Cái em nói thằng nào đi cua gái mà nó có vợ đâu. Mình cái mặt chị khó ưa rồi. Em cứ lẻn lẻn em đi chỗ khác. Mà em đi tới đâu cái đi đứng sau lưng em cứ nói chuyện hoài. Mà em nói thiệt sao thằng này nó chơi như đĩa vậy trời. Em nghiến răng như vậy luôn á. Cái vấn đề mà cái tuổi tác đó nó có làm cho Vân nghi ảnh rằng là ảnh có gia đình rồi và ảnh thả dê mình không? Dạ có chứ. Cái đó là cái bước suy nghĩ đầu tiên của em đó. Tại vì ảnh nói với em là ảnh gãy ảnh như dọc đường, ảnh kể hết. Em nói em không nghe. Mà em cũng không tin hết đó. Biết đâu ở ngoài quê rồi vợ con ngoài quê là vô đây rồi sao? Để có xác minh không? Dạ có chứ. Cũng tìm hiểu với nhau, cũng qua lại nói chuyện qua lại cũng đâu tầm hơn 6 tháng đó. Kia thì em thấy anh này cũng chân thành. Thì em mới nói là nếu anh thật sự như vậy mà đứng tìm hiểu thì anh nói với người nhà anh đến. Mặc dù ba mẹ em mất rồi thì em sẽ còn dì dưỡng, xin cho hai đứa mình tìm hiểu. Thế là đột ngột canh khoảng chồng một tuần sau, anh nói là người nhà của anh đến nhà thăm nhà em. Là quê em ở đâu? Dạ quê em miền Trung Huế chị. Ở Huế là từ người nhà từ Huế vô luôn. Dạ. Mà người nhà là ba mẹ hay là dạ mẹ từ ngoài Huế vô. Dạ. Như vậy là coi như là chắc chắn là ảnh là hoàn toàn là thật lòng. Dạ, đúng không? Đúng. Là em trước chồng em á là đã có người yêu nào chưa? Dạ nói thật luôn là lúc đó là cũng có, nhưng mà chỉ trong cái giới hạn là tìm hiểu hơi thân thôi. Nhưng mà có nghĩa là em đến với chồng em là còn con gái trên nguyên luôn á. Dạ có như vậy nè, mà lúc đó là em giận, anh giận kinh luôn, kinh khủng luôn á. Cái hôm đó là cũng nói chuyện điện thoại rồi cứ nửa đêm cứ là nhắn tin, thì nhà em cũng có cái khoảng sân rộng lắm, em mới ra ngoài ghế đá em ngồi em chơi. Mới hỏi em tại sao cứ ra ngoài đó ngồi, em nói hồi xưa mẹ em cũng không có cho em ra ngoài đây, nói con gái là không có ra ngoài khuya ra ngoài. Anh hỏi em câu nè, em còn con gái hả? Trời lúc đó không hiểu sao chị nhá, em giống như cái chạm xúc phạm mấy cái tự ái của mình á. Anh nghĩ tôi làm sao mà anh nói tôi câu đó? Tất nhiên anh coi thường tôi quá phải không? Anh suy nghĩ là ai cũng như ai hay sao? Cái em tắt máy cái kịch chặn luôn, chặn hỏi nè. Nhưng mà em có biết là vợ em còn con gái nguyên si không? Em có biết không? Dạ thời điểm đó đâu có. Là em không biết đúng không? Chưa biết gì trơn á. Nhưng mà thấy rất là hiền, mình thấy rất là thích. Ở cái tuổi bốn mấy rồi phải hẹn hò với nhau có cái gì vui không? Em hay chở đi cà phê. Cái hôm đó em mới chở đi qua bên đường Phan Huy Ích á, nó có quán cà phê nó cũng ấm cúng lắm. Em đi vô mà bà rung bần bật vậy nè. Sợ đúng không? Sợ. Em ngồi gần thì cứ xích ra, ngồi gần xích ra. Nãy giờ thôi em ráng kiên nhẫn thử vài ba lần nữa thử thêm sao. Em không biết trong sao đầu em tưởng tượng là ông sẽ làm. Sợ em chở đi khách sạn. Em biết sao mà em cứ sợ như vậy.
em cũng tiếp tục chứ em cũng không có chịu buông, em cũng chở đi tiếp tới khách sạn. Cái chị nhảy xuống xe, nói chung là giờ em nói thôi cương quyết, cưới xong rồi em cho anh tẹt ra luôn cũng được. Như vậy có nghĩa là đến lúc nào thì em mới biết vợ em là còn con gái? Là đến đêm tân hôn á. Đêm tân hôn luôn? Dạ. Wow. Trời ơi, nhưng mà vậy nè, chị hỏi em cái cảm xúc của em khi mà em biết vợ em còn con gái ra làm sao? Lúc em có khóc không? Chị gặp chị là chị khóc rồi đó. Không, mà em không ngờ luôn á. Đêm đó em cũng mần mò khó khăn lắm. Nó không có đập được cái bức tường đó. Cái hở cái là la đau không à. Cái không phá được. Cái lần thứ hai cũng không được, lần thứ ba không được. Lần thứ tư em mới kêu em thoải mái ra chứ giờ em nằm cứ đụng cái em đau vậy làm sao anh được. Khi mà em biết vợ em còn gái thì nó thật sự là trong lòng em có một cái sự quý trọng rất là nhiều về vợ em. Em không ngờ là giờ không, khúc này hơi có cảm xúc một tí xíu. Chắc chắn chị biết mà. Tại vì em đã gãy gánh một lần. Nhưng mà cái người phụ nữ mà người ta dành hết cho mình như vậy là tự nhiên trong lòng em rất là tôn trọng, trân quý, đúng không? Nên em nghĩ rằng cả cuộc đời này em sẽ dành nhiều lại cho vợ em. Chính xác. Ấy, bây giờ mới chuyển qua Dân nè. Đó, nói cho tôi nghe cái cảm xúc lúc đó coi sao. Em nói chung là cái tuổi của mình không phải là nhỏ nữa. Em cũng tham khảo báo đồ nhiều lắm. Em cũng hân hoan lắm rồi. Mình nói là đây là thực sự là cái người đàn ông của mình. Mình sẽ trao chọn cái cuộc đời mình cho cái người này. Cái chị biết không, nó không như mong muốn. Trời ơi, nó sao mà nó khổ dữ vậy trời. Mà ai nói nó ngọt chỗ nào mà em không thấy nó ngọt. Nó cũng kỳ kỳ mà nó làm sao á. Cái em nói thôi anh ơi, không được cho lần sau đi. Anh ấy cám treo cho heo nhịn đói bao lâu mà giờ còn lần sau nữa. Thôi cứ tiến tới đi em. Mình cứ thả lỏng người ra. Em thả lỏng thì em cũng thả lỏng. Mà nó hì hục tới 5 giờ sáng nó mới được. Nhưng mà thật sự nó không có ngọt như là ai cũng nói là tường trân mặt là nó ngọt ngào lắm. Con nó đau. Mà đi thì em đi không được. Em nói thôi sáng về á, em cứ là khép nép em đi, em cứ né mọi người không à. Nhưng mà cái đêm đó đó là em có chuẩn bị á, Vân có chuẩn bị một cái gì không, bề ngoài một cái vẻ sexy không? Có hôm đó sexy. Còn anh là anh mới chuẩn bị mà em không ngờ luôn. Là anh tâm lý đến như vậy. Anh chuẩn bị gì nè? Em nói thì chị, cái mẫu áo mà đồ ngủ á, nó rất là sexy, giống như những bộ phim của Hollywood vậy. Không thể tưởng tượng nổi luôn. Là màu gì? Dạ màu hồng phấn. Màu hồng phấn. Mà đúng, nó đẹp thiệt là đẹp, mà nó ngoài sức tưởng tượng của em luôn. Rồi bây giờ chị hỏi nè, rồi bây giờ là hết kỳ kỳ chưa? Dạ, bây giờ rồi. Là hết kỳ. Bây giờ là dạ, mấy năm rồi? Là có 4 năm rồi. Gần 4 năm. Đó. Bây giờ là hai vợ chồng là có em bé chưa? Cũng có một lần em có, nhưng mà em bị hư. Do bị bệnh á, em không giữ lại được. Nhưng mà em cũng đi bác sĩ, rất là nhiều bác sĩ, đi nhiều lắm luôn rồi mà cũng không được. Em hôm nay là em muốn gặp anh Thuận với chị Vân là chúc cho em có em bé. Ok. Không, nhưng mà phải hỏi, có nghĩa là em đi bác sĩ nói sao? Nói là em bị tâm lý thôi, em đừng có căng thẳng. Đúng rồi. Ủa tới giờ này mà em vẫn căng thẳng hả? Là anh quá mê ham con. Như là em đi bác sĩ bệnh viện Từ Dũ á, thì em canh từng ngày luôn, canh trứng, canh đủ hết từng ngày. Ảnh làm cho em một cái áp lực, lúc nào em nghĩ là mình không có làm cảm giống như là mình có lỗi gì với ảnh gì đó. Ảnh làm cho em cái áp lực đó. Để chị nói cái kinh nghiệm nè, thực ra ở cái tuổi phụ nữ đó em, mà ở cái tuổi mà 40 mấy á, là cái chuyện mà có thai á, có chứ không phải là không. Nhưng mà tại vì vợ của em á, tại vì nè, cô giữ gìn cho tới năm cô tới 40 tuổi. Thì có nghĩa là đứng về mặt khoa học á, thì cái nội tiết tố nữ đó nó bị rối loạn, thì rồi thêm cái áp lực về tâm lý nữa, cho nên nó rất là khó. Chồng thì cũng lớn tuổi rồi, cho nên chị thấy ở cái tuổi của tụi em á, tụi em nên thụ thai nhân tạo. Bởi vì con nó đẹp lắm luôn, mà nó khỏe kinh khủng. Cái xác suất nó là gần 100%. Và sau đây là khi anh Thuận chúc xong rồi em vẫn thả đi, tâm lý nó thả đi, biết đâu Thuận dính liền. Được thì quá tốt. Rồi bây giờ quay lại đến cái phần hấp dẫn nhất của chương trình. Hỏi trước nghe Vân. Dạ. Ông có tật xấu không? Trời, lúc mới yêu á chị, sao cái gì nó cũng đẹp hết trơn. Mặt thay đổi. Khi mà cưới về rồi thì bao nhiêu cái nó lòi, nó không phải lòi một ngày thì chị, mà nó lòi liền một lần luôn. Ví dụ, như điển hình hai một cái đồ, bộ đồ chị thôi, cái sọt nó cách nhau chỉ có 3 bước thôi, thì anh bỏ vô cái sọt đi không, anh để anh đóng nó luôn, cái quần tà lỏng mà bỏ ra là nó tròn y chang. Dạ, cái hình số 8. Dạ đúng rồi, nó tròn y vậy luôn. Một cái nữa mà em rất là ghét luôn là ở giờ không tắm. Chị biết hả, đi làm cả ngày về cái vô nằm liền. Cái em hỏi ủa anh sao vậy, không có gì hết, em cho anh nghỉ mệt một tí. Cái này đi tắm đi anh, vô cơm. Em biết không, nó anh bệnh anh khó chịu lắm, để anh nằm chút nữa đi. Mà biết bệnh gì mà cứ ngày nào cũng than bệnh là không tắm, mà sáng dậy tắm thì tắm đi ra đường cho ai hủi, ai thơm ai mà đường hủi không à. Về mình lạnh nguyên một ngày trời là
em ngủ hết. Ừ. Ê nó nghe nè. Rồi ổng không tắm vậy rồi tối rồi sao? Đâu có. Cái bữa nào em thấy cái em nói anh về nhà cho anh nghỉ mệt một hồi đi. Cái em nói anh ơi, xong cái vòi nước kia nó sao mở hoài nó cứ nghẹt sao không ra được. Cái việc đó thì em nói một cái là anh có mặt liền. Tao bị cái gì em? Em đâu nói em chốt cửa nhà tắm lại, em xịt ướt nhem luôn. À. Em nói tắm. Anh nói trời tắm giống như tắm con vậy trời. Nói, à cái này là ít đó nha, còn anh mà ở dơ lần nữa là đừng trách em. À, rồi cái tật lười tắm nè. Dạ. Rồi bừa bộn nè, à, còn gì nữa? Còn cái là dễ tin người. Ai nói gì cũng tin. Ừ. Cái tin là mà dạng như là tin sấy cổ luôn á. Đến hôm mà cái sự việc gì xảy ra rồi, anh ấy anh mới nói là em ơi cái người đó như vậy. Em không em nói gì hết trơn. Em nói thì đó là người tốt của anh đó. Ừ. Đó là cái tật là dễ tin người. Tin người. Em mong muốn chồng em thay đổi gì trong mấy tật xấu đó? Là ảnh siêng tắm. Cái siêng tắm dùng cho em cái. Với lại là ảnh cũng tiết chế lại là không nên tin tưởng ai quá. Đó là cái việc mà em cần rất là mong với ảnh. Hai điều đó thôi đúng không? Dạ đúng rồi, hai điều. Rồi tới anh đó. À vợ em cái ngỡ ngàng đầu tiên mà khi mà về vợ em ở với em á là vợ em viết chữ rất đẹp, học thì nhiều hơn em, nhưng mà cộng trừ nhân chia thì nguyên cuốn hóa đơn 100 tờ không có tờ nào đúng hết. Ví dụ như em giao cho anh Thuận một xe hàng thì em tự nhẩm trong đầu là xe hàng đó là 100 triệu hoặc là 50 triệu đi, thì cái số chính xác là nó đã nằm trong đầu mình. Cái vợ em viết hóa đơn đỏ viết có 45 triệu mà 2 tấn hàng thì làm sao mà nó đúng được. Thì em đem ra ở ngoài tuốt, ở ngoài ngã ba Vũng Tàu, người ta kêu ủa chứ mày giao hàng loại 2 hay loại 3 mà sao giá có 45 vậy. Em nói sao em giao hàng chất lượng với chị sao loại 2 loại 3 chị. Em nói vậy sao đây có 45 triệu vậy. Em nói em ra ngoài đường em alo, em nói vợ sao vợ ghi hóa đơn sao mà có 45 triệu nữa. Nói, không thấy người ta đang nấu cơm mà, thì lộn thì chạy vô người ta ghi lại. Trời ơi trời. Mà em nói bao nhiêu lần rồi giờ em cũng lộn. Rồi cái gì nữa? Với lại nóng tính lắm. Nhiều khi cái chuyện nhỏ nhặt á cũng hơn thua. Đơn giản em kể mọi người nghe cái chuyện này thấy có nản không mà. Em chở về em đi quận nhất, cái em đi ra em nói trời chiếc xe này đẹp ghê. Biết vậy em trả lời sao? Thì kệ nó, trời ơi xe nó đẹp chứ có liên quan gì đến mình. Em hỏi với anh vậy có đau lòng không? Nóng thiệt. Nóng không? Em bất cứ em nói chuyện gì ra là bắt ra không à. Rồi bây giờ mà muốn Vân thay đổi điều gì không? Thì em muốn vợ em bớt nóng tính. Là tại vì với phương châm của em là mình cãi lộn với người ta là mình mất. Mình thắng người ta trong lời nói là mình mất người ta mãi cả cuộc đời về sau. Hay quá. Còn vợ em ở nhà là đối với mẹ lòng em là ok nhất. Ok. Em bây giờ chị nói nghe nè. Một phần á chị nghĩ cái nóng tính của em á nó cũng do cái nội tiết tố trong người á em. Vậy chứ hả, không chị? Phải là tự động mà nó bốc hòa vậy đâu. Vậy. Tại vì cái phụ nữ á mà ở cái lứa tuổi từ 40 cho tới 50 á là cái lứa tuổi mà người phụ nữ á bước sang một cái ngưỡng khác. Thì cái sự thay đổi về cái nội tiết tố đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái người phụ nữ nhiều. Cho nên bây giờ á chị nghĩ là em cũng cần phải có cái sự gia cố hỗ trợ về những cái tác động ở bên ngoài bằng những cái vitamin, những cái thực phẩm để mà tăng cái nó gọi là testosterone của người phụ nữ đó. Nội tiết tố của mình. Đúng rồi, nội tiết tố nữ là em phải hỗ trợ cái đó. Nhưng chị nghĩ chắc chắn khi mà em có con thì lúc đó bản thân em cũng sẽ đồng xuống. Quốc Thuận xin chúc cho hai anh chị sẽ yêu nhau nhiều hơn, mặn nồng nhiều hơn, và đặc biệt rằng là cuối năm nay bác sĩ nói đừng làm gì hết, có tin vui rồi. Và qua năm sau sẽ là một thiên thần tuyệt vời, bé bỏng, đáng yêu đến với gia đình của anh chị nha. Dạ. Hai em giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Châu Thanh, năm nay 26 tuổi, đang là điều dưỡng viên công tác tại bệnh viện Phòng Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Ngô Hoài Hân, năm nay 26 tuổi, đang là điều dưỡng tại bệnh viện Phạm Thạch. À, các bạn làm chung chỗ. Hai vợ chồng là làm chung chỗ. Dạ. Gặp nhau rồi. Chắc là gặp nhau đúng không? Dạ. Bây giờ kể cho anh nghe đi cái câu chuyện tình của các bạn như thế nào. Dạ, tụi em quen nhau tính tới điểm này là được 3 năm rưỡi. Thì cưới nhau là khoảng 2 năm rưỡi. Thì giờ em vô làm trước em 1 năm, 1 năm sau em mới lót tóc đi vô. Thì lúc đầu lúc đầu á chưa gặp vợ em liền thì toàn gặp là những cô lớn tuổi thôi. Rồi 3 ngày sau đó thì vợ em mới từ trên lầu đi xuống. Thì em mới đập vô mắt em lần đầu tiên là thấy cô vợ em là da trắng là em khoái rồi. Rồi tướng nhỏ mi nhon là hợp với ý em. Khoái nữa đó. Là khoái nữa. Thứ hai nữa là có điều là không được thấy mặt, tại vì mang khẩu trang từ suốt từ sáng đến chiều. Nghĩa là nhìn thấy hai mắt hả? Nhìn thấy hai mắt với tóc tai thì thấy gọn gàng sạch sẽ là em ok rồi. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên của Châu Thanh về em là vậy, nhưng mà khi mà em gặp ảnh đầu tiên thì em có ấn tượng gì? Nói chung là không có cảm tình lắm, tại vì tính dễ sai biểu lắm, ai nhờ gì cũng làm hết. Rồi vui vẻ, rồi hay khao nước mọi người uống đồ này kia rồi. Ủa vậy thì quá dễ thương sao lại không có cảm tình? Không, tại vì dễ dạy quá nên em không thích. Người đàn ông khó dạy.
Thì khi gặp vợ em á, em thì thích hay chọc, thì em mới hỏi là xuống đây làm gì, kiếm gì. Cái vợ em mặt ù ù đóng không trả lời. Và em thấy cũng hay quê quê rồi đó. Cái em mới hỏi lại mấy cô chồng, nói ủa cô này là ai mà sao có hổng trả lời. Nó mới chia tay ngày yêu cũ á, trời nó nuốt dẫn vậy đó. Trời xui đất khiến sao cái vợ em xuống làm chung chỗ của em luôn. Thì lúc đó em mới có cơ hội em trả thù lại chứ. Bữa là em quê mà. Mâu thuẫn cái công việc với nhau rồi sau đó hai đứa như là chó với mèo với nhau vậy á. Mấy cô trong bệnh viện là hay chọc nó là à cãi như nhau vậy mà mai mốt coi chừng là không cặp đó. Rồi đến bao lâu thì hai em mới quen nhau? Dạ đến lúc mà thấy gây lộn nhiều quá, cái khoa mới yêu cầu là sếp chuyển em lên chỗ khác. Bắt đầu nhớ nhung. Dạ đúng rồi. Bắt đầu lúc đó em thấy nhớ. Em không còn người để gây nữa tự nhiên. Dạ, nhớ đúng rồi. Dạ, đòi đợi cái gì đó phải xa nhau mới nhớ. Tối em mới về em mới nhắn tin, hôm nay không có gặp nhau gây lộn mà có buồn hay không, có nhớ em không. Bây giờ trả lời nha. Dạ trả lời nó là cũng thấy nhớ cũng thấy không mà buồn. Sau này đi chơi chung cứ đưa rước vậy cái biết rồi hai đứa quen nhau luôn không biết. Mà quen nhau là bí mật tại vì mấy má hay chọc hoài á, mình mất cỡ mình giấu đến khi nào mà chuẩn bị kết hôn rồi mấy má mới biết. Tới lúc mà mời hiệp mấy má thì mấy má cũng bất ngờ. Chắc có lẽ là trong ngày vui của hai đứa chắc mấy má là người hạnh phúc nhất. Dạ đúng mấy rồi. Mấy má là phát biểu đúng. Nhận định của các cụ là đúng. Rồi thì dạ. Trong có quá trình quen nhau như vậy thì là người yêu cũ của em á dạ. có ghen với anh này không? Cái đó là thật sự là một cuộc chiến rất là dữ dội đó em. Vậy á hả? Đâu kể đi. Cái giai đoạn đó em rất là khổ. Nhìn mặt em là thấy khổ rồi đó. Em nói nghe coi. Mặt khổ liền hả? Mặt khổ liền. Tại vì lúc mà đọc vợ em á thì em cũng đã có người yêu rồi, cũng đã 6 năm rồi. Vừa phải lo bên người yêu này, vừa phải lo cho vợ em nữa. Tức là em làm một lần hai người. Cứ là em là bắt cái hai tay hả? Dạ không, tức là lúc đó em chọc vợ em. Dạ đúng em rồi có cô ý nghĩ gì là hết. Mới đầu là cái chối nói là em chưa có bồ. Nhưng mà thật ra là quen rồi. Nhưng mà cái người đó có biết em không? Có hẹn gặp nhưng mà tại vì do không có thời gian gặp. Nhưng mà chỉ có gọi điện, cái áp lực quá điện thoại. Nhưng mà em đã dừng rồi đúng không? Chưa nói bên đây ta bắt cả hai tay rồi. Rồi lúc đó em có đánh ghen ngược lại bên đây không? Dạ không, lúc đó con hiền lắm. Đại loại là nghĩ là mình là người đánh sao. Mình là người có lỗi nên cứ như thấy cũng rây rứt nên cứ nhịn đến là. Rồi còn cái người yêu của em thì sao? Dạ người cũ quay bằng này không? Xin số điện thoại của vợ em để gặp em. Gặp em này em thì tính em cũng nhiều chuyện thì gặp thì gặp thôi, mình thoải mái mà mình gặp thì nói dính vợ em là xấu tính rồi chọc cằn nóng nảy, anh nói đừng có quen con này nữa, kiếm người khác quen đi. Nhưng anh như vậy thì em cũng nói nhưng mà tôi thích cái tính đó của bạn. Ly luôn. Ly luôn. Đúng rồi. Tôi thích cái tính đó đó. Giờ anh muốn giải quyết sao, giải quyết nhiều lần cũng như dứt khoát. Thì anh mới kêu em là bây giờ mình thương lượng đi. Thương lượng gì trời ơi. Cái này là riêng phát sinh riêng, tao là chồng không có nói với vợ. Phát sinh riêng. Thì sao như trình này luôn. Nó nói với em á là từ nay hai mình á đừng có gặp vợ em nữa. Để cho thời gian xem là nhớ ai trước. Nếu mình nhớ thì người đó thắng. Thì cái rồi đừng có đưa rước gì hết á. Nhớ vợ em mà gọi điện ai trước thì người đó thắng. Người đó thắng. Em cũng đồng ý. Em cũng chấp nhận luôn. Tại em không sợ mà tại em đang có người kia rồi. Rồi xong luôn. Vẫn còn. Như là sao chương trình này về là mệt rồi đó. Cuối cùng thì sao? Thì em cũng làm theo nhưng mà sáng em vẫn theo dõi. Lén lén theo dõi lại xem cái cậu đó có giữ lại với mình hay không chứ. Mình phải theo dõi chứ. Thấy không có, thấy người dạy mình xe buýt không ai đưa rước hết thì cũng được 3 ngày. Vô trong bệnh viện em có được lợi thế hơn đó là chưa em mời vợ em đi ăn cơm cậu đó không biết được, cậu đó không có cấm được em. Đồng nghiệp mà ăn cơm chung mà đâu cấm được em. Thì nhờ đó mới nói chuyện với vợ được nhiều hơn. Và lúc đó mà em thấy là vợ em cũng nghiêng về em nhiều rồi, em mới tấn công luôn. Tức là em dạy em bỏ kèo luôn, khỏi có thương lượng hết luôn. Em tấn công luôn, sáng em đưa rước luôn. Và cái cậu đó đi theo sau em, cái dí theo em. Em chạy càng nhanh chứ chạy tới lúc mà em thấy thôi giờ chạy nhanh quá nguy hiểm quá em dừng lại. Cái cậu đó cái em cứ vợ qua bên xe cậu đó chở đi, em không muốn xích mích xảy ra. Ủa vậy hả, sao kỳ vậy, sao lạ lùng vậy? Qua bển rồi cái bạn kia rồi bạn phản ứng sao? Có nghĩa là lúc đó bạn có đòi nối lại em hay như thế nào? Dạ cũng có nhưng mà thấy anh này hợp tính, chăm sóc chu đáo rồi chưa thấy tật xấu, làm chung cơ quan nữa thôi, coi như là tiến tới hôn nhân luôn. Như vậy là sau hôn nhân thì mọi thứ có êm đẹp không hay là vẫn còn có những cái khúc mắc về những cái rơi rớt trước? Cũng có cô. Về nhà chồng tức hồi vô tình nhặt ra vẫn thấy là kỷ niệm hình thư đồ của bạn kia còn cất trong cái hộp rất là đẹp, gọn ghẽ một nơi góc nhà đó. Lúc đó cảm thấy là buồn lắm, giận lắm, rồi hai chồng có gây gỗ vụ đó. Ghen. Ngược lại thì em có ghen với vợ em? Em ghen dữ lắm chứ. ghen dữ lắm. Tại sao ghen? Tại vì cưới xong rồi nhưng mà cái cậu đó lâu liên lạc lại. Theo dõi lại với vợ em. Không liên lạc cậu điện thoại, hỏi thăm sức khỏe rồi hỏi sống hạnh phúc rồi không. Em thì ghét nhất, em không đồng ý cái chuyện đó. Mà em xem cái thái độ của vợ em thế nào.
vợ em vẫn bắt máy, vẫn trả lời nhắn tin lại. À, tại vì nghĩ là nếu mà không còn quen thì là còn bạn bè. Mà chồng em cũng nhiều cái ngộ. Coi ví dụ như là lúc xưa em cũng có nhiều bạn bạn nam học thời trung học á. Mấy đứa bạn thường hay gọi hỏi thăm này kia rồi. Kể từ ngày lấy chồng á, bây giờ coi như là hết liên lạc được với mấy bạn cũ nữa. Chồng không cho? Sao kỳ vậy? Dạ. Em giữ điện thoại luôn rồi. Ai gọi cho vợ em nói lộn số rồi. Trời ơi. Em muốn đi kiểm tra là xem cái cậu đó, cái ngày hôm đó ngày nào có liên lạc hay không, để em biết em xử lý. Chứ em không muốn là phá vỡ hạnh phúc của em. Nói chung là em áp đặt vợ em cái chuyện đó. Còn mọi chuyện gia khác trưởng lắm cô thì... là bắt em làm theo ý. Quần áo hay vậy, em thích cái này không thích, không cho bạn cái này giấu đi, rồi cứ mua một cái áo khác cho em, nhưng mà cái phong cách nó không có hợp. Bắt em hả, giống như cái hình tượng như chồng xây dựng vậy á, giày này rồi áo này quần này nó mới hợp vậy á. Nó không cho coi như chồng định hướng, như là ông chồng là làm stylist vậy. Dạ. Rồi hay quyết định cái gì mới mua một món đồ gì á là không có bàn với vợ, cứ một tự mình quyết định vậy á cô. Nhưng mà cưng ăn mặc sao, cái gu của cưng sao mà nó là không hợp với dạ, gu của chồng? Dạ, cái gu của con là hơi nhí nhố chút xíu. Kiểu như là mình cũng có... Xì tin à? Dạ, xì tin. Có hở trên hở dưới không? Dạ không, chỉ có là hơi quần hơi rách rách rồi áo hơi kiểu cọ chút xíu thôi, chứ không có phải rồi. Là... Rồi chồng... Châu Thanh. Châu Thanh stylist cho vợ mình. Theo mô hình gì? Áo dài tay. Mô mình áo dài tay, kính cổ, mình phải... Quần len. Lịch sự là quần len. Quần len, áo sơ mi được. Áo len không? Không dùng áo len. Hoặc là bằng đầm, áo len là kính. Đầm dài, dạ, đầm dài kính, dạ, dạ. Kính. Thì tức là kính. Chồng là muốn vợ là đứng đắn lên. Anh nghĩ là nghiêm chỉnh nghĩ, lên. Anh nghĩ tại vì cái tính của Châu Thanh á là thích con gái da trắng, cho nên là phải bịt kính. Hay là sợ con trai nó nhìn? Em sợ con trai nhìn soi mói. À, có nghĩa là vợ của em á là rất là được nhiều những cái cánh gọi là mày râu để ý đúng dạ, không? Đúng. À, dạ. Xưa thôi chứ bây giờ nè, đâu còn ai. Bây giờ nè, cô? Ở chung nhà nè, đi dạ. Làm thì ở chung bệnh viện nè, dạ. Đúng chưa? Dạ. Đâu có xa nhau bệnh nhân đâu. Bệnh nhân để ý em sao vậy? Trời ơi, bệnh nhân nằm la liệt. Đâu có biết. Bởi vậy mới đâu làm gì được bệnh nhân. Ta bệnh mà, người ta có để ý, ta lấy mắt, ta nhìn cái cũng bực mà không làm gì được. Trời ơi, tôi nghi chắc cô vợ này ở trong mỗi lần mà lấy cái kim mà chích vô tay hút máu cho ổng đi theo ổng cầm tay bệnh nhân. Lúc là làm ở chung ở phòng khám bệnh thì không có chích chót, mà vô khoa này lúc đó em theo sát vợ em lắm. Tức là đi đâu vợ chồng cũng đi chung, ăn uống chung, tắm cũng tắm chung luôn. Tụi em là ở chung với nhau là 24/24, gần như như là vậy đúng không? Coi như là 23/24 tiếng hả? Nhưng mà anh hỏi nè, với cái sự kiểm soát của chồng em như vậy, cái cảm giác em như thế nào? Anh khó chịu ạ. Tại vì từ ngày mà lấy chồng rồi, cái lúc đầu thì chỉ có tâm lý thôi, chuyển đổi mình cũng muốn liên lạc với bạn cũ này kia thôi. Còn khúc sau thì chỉ về chỉ là đi làm rồi về, rồi cơm nước gia đình rồi con, rồi chỉ suy nghĩ vòng vòng vậy thôi. Buồn thì chỉ lên phay rồi chơi game rồi thôi, chứ cũng không có liên lạc với bất cứ ai nữa cô. Ngày xưa cũng có nhiều bạn giống như bạn thân á, mỗi lần cái liên lạc với bạn cũ cái gây nhau cái thôi. Nhưng mà với bạn gái thì chồng có đồng ý không? Bạn gái em cũng không biết nữa, mà có lần nhỏ đi đám cưới, nhỏ bạn hỏi mày còn xài số cũ không? Nói dạ còn. Nói sao tao gọi người ta cứ nói lộn số hoài vậy? Bạn gái mà không cho liên lạc luôn hả? Dạ không, không, tại vì lúc đó em làm việc mệt quá, kiếm hơi, gọi kiếm hơi thôi, nói lộn số gại cho rồi, cho xong rồi. Cho gì thôi, nói được. Sao? Như vậy là cắt đường bạn bè của vợ mình rồi. Không, bây giờ nè, em có mong muốn, em mong muốn chồng em thay đổi những cái điều gì? Thứ nhất là phải tin tưởng vợ. Thứ hai là phải quan tâm chăm sóc đến sức khỏe của mình. Thứ ba là bớt tính gia trưởng đi, bớt ấp đặt vợ. Quan tâm đến sức khỏe của mình là sao? Tức là chồng em nhậu nhẹt rồi? Dạ không, là tức nghĩa là đau chân á, mình phải đi khám. Rồi chồng em suy nghĩ sao mà thay vì đi khám bệnh thì lại đi mua bảo hiểm nhân thọ. Này, nếu mà chồng có gì thì sau này vợ với con có để phòng ngừa. Đó là bạn tính xa. Không, bạn tính lo xa chồng. Đó, thể hiện xa đó. Thể hiện mọi lúc mọi nơi luôn. Nhưng mà cái đó là cái xa vời, còn cái trước mắt là mình phải đi khám cái chân. Không, cái câu nữa nó kéo nặng hơn. Đó, đó là những điều em mong muốn chồng em thay đổi dạ. Đúng không? Dạ. Hỏi con em, Châu Thanh, dạ. Hân có điểm xấu gì? Em hay là bây giờ mới phát hiện ra là nghiện game với nghiện Facebook thì hai cái đó là em ghét chúa, em nói thiệt. Em cũng muốn là vợ em là bớt cho Facebook lại, bớt game lại. Anh lên Facebook có nhiều cái tốt dạ. Không bạn bè em ngồi trên này bốn người lớp ba mạng là dính Facebook. Facebook có nhiều cái chia sẻ tốt hay mà cách dạ. Mà Thanh là muốn vợ thay đổi cái gì? Em muốn vợ thay đổi là phụ em làm việc nhà, bớt ngủ nướng, bớt cầu nhau em. Làm ít nhưng mà cầu nhau em nhiều. Trời ơi, muốn nhiều quá đi. Chị thấy bên này nè, bây giờ hai bạn này là có một cái bạn vợ nói về Thanh á là khá đúng, tức là em thể hiện cái gia trưởng á trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh. Giờ chị nói em nè, bây giờ em cứ hình dung ha, không cho liên hệ lại với bạn bè ha, cả nam cả nữ là đã bị một lần bó buộc rồi. Bây giờ em lại mong muốn là không Facebook, không game, thế thì vợ em sẽ giải trí bằng cái gì?
Có nghĩa là em hình dung một con chim mà bị nhốt ở trong lồng á, thì sớm muộn gì á, cái tư tưởng của nó chỉ muốn bay ra thôi. Em cứ để ý chim con nó còn vậy mà, nó chỉ muốn thoát ra thôi. Cho nên mình phải làm sao á để là thấy là biết là nhốt trong chuồng nó, cái hay của em nếu em làm được là nhốt trong chuồng nó nhưng mà không bao giờ con chim nó cảm thấy rằng nó đang bị ở trong chuồng. Đó đó là cái hay của em mà chị nghĩ em làm được. Đó, còn ngược lại á thì có những cái mà lo xa của Thanh á rất là tốt, nhưng mà em phải nghe lời vợ em là em phải nghĩ tới cái gần nữa. Ví dụ là cái chuyện đi khám cái chân là phải đi. Mua bảo hiểm cứ mua nhưng mà phải khám cái chân, đúng không? Và sở dĩ tại sao mà Thanh bị cái tật mà lo xa về vấn đề tình cảm, bản thân lúc mà lấy được em á là Thanh đã bị vật lộn áp lực quá nhiều đối với bạn trai cũ của em, cho nên thành ra cái mối tình của tụi em á để đến được với nhau nó quá là khó khăn và nó quá nhiều những cái chi phối ở bên ngoài tác động tới tạo cho cái sự mệt mỏi áp lực. Nên khi mà lấy được rồi, cầm trong tay được rồi, rất sợ bị mất. Nhưng mà em yên tâm đi, chị nghĩ rằng á vợ em á không phải là cái gọi là cái dạng người mà dễ bị mất đâu, em đừng có lo. Cho nên á theo chị là em làm sao mà trong chuồng nhưng mà không bao giờ có cảm giác đó, như vậy thì em mới giữ lâu được ha. Chúc hai em hạnh phúc, lúc nào cũng tươi cười như thế này hoài. Mà về nhà phải nhớ nha, đừng có kiểm soát điện thoại cổ nữa, cho mở rộng đi, mở rộng ra, đừng có gọi em số nữa nha. Rồi chào hai em. Đầu tiên thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận. Hiện đang làm giáo viên tin học trung học cơ sở. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi, còn con. Cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm Yến á. Người giống như là con Yến vậy đó. Đó. Dạ. Mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ, dạ khác trường. Khác trường. Mà sao? Chung nghề. Dạ, dạ chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ, dạ chắc liên quan tới Yến. Làm nhà Yến sao? Cho quen. Sao con không? Gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh Mai Trúc Mã. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp được nhau hay quá. Dạ. Ừ. Nó theo ngạch chứ nó khác, nó tỉa vậy đó. Ủa nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á. 20 cây mà sao quen? Gặp nhau. Dạ. Ủa mới... sao gặp nhau? Thì giờ mới hỏi nè. Đấy, gặp nhau chắc là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể. Ủa, tiếp đi mày? Con. Dạ thì con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi. Là gần nhà của con á là chơi thân với một bạn. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11, học cấp 3. Dạ. Rồi. Có nghĩa là bé này đến nhà của bạn của con. Dạ, bạn của chơi. Dạ. Tức là bạn bè thôi đúng không? Chứ không yêu đương gì đâu đúng không? Dạ. Đó. Rồi gặp nè. Rủ con đi. Ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta? Nó điên mình với bé này nó sợ hay tại gì phải rủ con? Tết con ít có đi đâu chơi lắm. Với lại cái bạn đó cũng là bạn thân á. Cho nên là mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu. Dạ không nhớ luôn. Không. Đi chung với một nhóm bạn đó là vậy là con giống như là đi chơi bình thường vậy. Không có nhớ gì hết. Dạ con có nhớ nhóm, không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Là lớp 11. Dạ đúng rồi. Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Thì con lại thích hai bộ môn đó. Cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh ấy trả lời liền không? Dạ anh đang rảnh. Anh nói lúc đó anh đang rảnh. Cho nên là anh trả lời liền. Có nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà ảnh không nhớ con, ảnh nói là không biết đứa nào hết. Tại vì trời nó ơi, đi đâu. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn rồi sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con là con bé mà ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ con ốm từ nhỏ. Nhưng mà con rất là khỏe, con không có bị bệnh lặng vặt. Dạ chắc nhờ uống yến đó chứ Quốc Thuận. Trời hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả?
Phải không? Dạ, nói chung là ở nhà làm yến từ đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi, nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn mua yến hũ cho con. Rồi nó nghe là rồi không nhớ rồi sao hai đứa không quen nhau? Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa, rồi nhắn trao tin đổi, một nhắn hồi tin, trời ai ai được. Ai đề nghị làm anh em kết nghĩa? Anh là... dạ con không nhớ chính xác này, mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con dạ, muốn giới hạn cái tình cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học, và tuổi đi học thì con đâu có nghĩ ngợi gì nhiều. Có nghĩa là con rất là tinh khôi, con rất là tinh dạ, khiết. Dạ đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con thích, con có thích. Dạ ảnh. Cũng không luôn. Thích là tại vì á là ông lại biết tiếng Anh, với lại biết thích chơi bóng đá. Nghĩa là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em, tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Làm anh em thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh, nghĩa là không có người yêu. Thì rất là hay nhắn tin, một ngày là nhắn hơn 200 tin. Trời. Ai nhắn, ai chủ động. Dạ không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết rồi. Không có được, anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Em nói cho biết luôn. Càng không nhắn luôn á chị. Mà nói á. Ờ cái này là anh trai mưa, em gái mưa hay gì đó. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày. Cái thời mà còn SMS á, của Hồng Vân là tốn tiền nữa. Đúng rồi, đăng ký. Dạ là mình đăng ký mấy nghìn nữa là mấy trăm tin nhắn đó con. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm không học hành nữa sao mà lại nhắn tin ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi. Hay quá chị. Đó. Thứ là ngày xưa yêu nhau vĩ đại hơn vợ. Vĩ đại á. Rồi sao? Rồi sao nữa nè? Nhắn một thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau, rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc nhắn hôm đó là Tết thì khoảng một năm sau á. Thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Xa bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Cô ấy đã là tri kỷ trong trái tim, trong khối óc của tôi rồi. Anh nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Là có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi. Ok kể lại nha. Dạ 4 tháng. Ủa sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo alo coi. Alo. Rồi ok. Rồi. Đâu kể coi. Tết là hai tụi con gặp nhau. Thì vào ngày 30 tháng 4 là anh này là chính thức tỏ tình với con. Dạ. À, lúc đó là con lớp 12. Dạ con 11 còn anh 12. 12. Thì rồi. Con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình là không có tốn tiền của Hồng Vân. Anh tỏ tình anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Sao? Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em, mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Khi mà nhận được cái lời từ chối đó con có tổn thương không? Có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn. Dạ. Nói chung là buồn sợ bạn đó có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại. Con có nói là nếu như cũng bình thường như trước kia. Con hẹn ảnh con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời. Chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ đúng rồi. Và vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì nếu như mà mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến với nhau. Rồi sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên, con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có, lúc lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không có muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia, bây giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Người mình yêu. Dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là vợ con như là một chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy
năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Ừ. Nên xong rồi ăn Tết xong rồi con lại lên đây còn ôn thi lại một lần nữa. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. À là con học ở trường nào? Dạ, con học Đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Ừ. Dạ. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ, con nói rảnh như vậy nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 là anh tỏ tình với con. Ừ. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Đó, chịu không nổi chị. Thì đó. Dạ. Đó. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh á chưa có thi đại học. Ừ. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Ừ. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời, tại vì hai đứa cũng ở rất là xa. Ừ. Không có gặp mặt mà. Ừ. Không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Ừ. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Ừ. Như là có thêm động lực. Dạ, đúng. Dạ. Đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con, là cái thằng mà bạn chung của hai đó. Đứa. Ừ. Nó nhắn tin nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ừ. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Ừ. Mà mày hành ổng thế này hành ổng thế kia. Ừ. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Ừ. Mọi ngày con hay nhắn ảnh, con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Ừ. Thì ảnh hay nói là anh ước là em làm người yêu của anh. Ừ. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình nhưng mà con nhắn con hỏi lại, có là nếu có một điều ước anh ước cái gì, thì ảnh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, cái chuyện tình nó hay quá. Dạ. Chị ơi, chị... Em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, Mối Tình Học Trò. Có. Hay hay không? Ừ. Mối tình hay. Ừ. Dạ. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Sợ ảnh hưởng đến việc học của ảnh. Dạ. Thôi lúc... Tại nghĩ rằng nào rồi cũng xa mà đâu. Dạ. Có gần nhau. Dạ. Đâu mà lo. Dạ. Đúng không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp. Dạ. Cho nên không có một, con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có. Con phải lên là vì ảnh không? Không. Dạ không, con là cứ cứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên Thành phố Hồ Chí Minh á, thì là con có gặp ảnh liền không? Dạ. Ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến. À có, bữa đó ảnh ra tàu. Ừ. Ảnh ra tàu đón con. Có biết mà phải. Dạ. Lên đi thôi tàu. Ảnh ra tàu đón con. Đi xe, đi tàu, đi máy bay gì cũng sẽ đón hết trơn trọi. Lãng mạn lắm nghe. Đến sân ga nghe rồi sao nào? Gặp nhau nhưng sao? Mà lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu. Hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời. Nhưng mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin. Lúc nào cũng rồi, chưa, xong rồi, biết rồi. Nhắn tin cọc lóc vậy đó. Dạ, con nhắn vậy. Nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm. Như vậy là cứ ba chữ, tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ. Rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con. Từ Gò Vấp qua quận 5 mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3, lúc năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ, lúc con đi học sư phạm được một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá. À, thương ảnh rồi đúng không? Nên là con mới bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ. Rồi. Làm ảnh đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại vì ủa rồi con không học hay gì mà con đứng hỏi cái bây giờ đứng hỏi bộ không mà học hành bỏ học bỏ hành hay sao đi hành lang. Dạ có chứ, thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về. Còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn xong rồi con chờ con trở về luôn. Nó thương đâu có tiện chứ nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Rồi thì đó. Hai trường gần nhau mà. Rồi có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không, có tiền đổ xăng không? Dạ xe hư thì có. Thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn. Mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không? Dạ, đúng. Lên thành phố rất là đỏ tới mồm. Dạ. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không? Dạ. Có khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả hai đứa? Mới tình sinh viên mà. Hoặc là muốn đi chơi mà trong túi không nào có tiền hết trơn á, rồi không biết đi chơi đâu. Không có tiền thì chưa có, nhưng mà có ít thì có. Nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15 ngàn thôi mà ăn hai rổ rau. Ăn hai rổ rau. Trời ơi, cái bà bán bánh xèo chắc ba rủa hai đứa con lắm. Trời ơi, nó ăn có một cái bánh xèo 15 ngàn, nó ăn hai rổ rau. Nói chung là cái thời sinh viên đi. Nhưng mà nó đẹp. Dạ. Nhưng có nhiều kỷ niệm là nó đẹp. Dạ. Nhiều kỷ niệm. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại. Dạ. Dạ. Tự hai đứa sao? Giờ hoài niệm nè, đó bây giờ hoài niệm. Dạ. Cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không? Dạ. Ừ, rồi xong sao nè? Sau đó thì là con học đến năm thứ tư. À, khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè, rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không? Hai đứa.
Dạ. Có đứa nào bỏ ngang không? Trước. Dạ không. Dạ anh tốt nghiệp trước con. Ừ. Tốt nghiệp trước rồi tới dạ. Con rồi xong hai đứa là về lại quê. Dạ. Thì anh tốt nghiệp trước nhưng mà dạ, anh dạ. Chưa về á con. Ở lại lại con đúng không? Anh ở lại. Thì chắc chắn chắc rồi, con không cần hỏi luôn. Con không cần hỏi. Rồi trong một năm mà con ở lại rồi con có đi làm không hay là đi nhông nhông dạ, lắm thôi. Con học xong á là 2015. Ừ. Thì con có gửi cái bằng đó về quê để xin việc ở quê. Ừ. Thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó. Ừ. Thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp, không có gì làm cũng chán lắm, ba mẹ sẽ buồn. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm, mình học thêm. Ừ. Để mình có cái nghề mình làm trước. Ừ. Thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng. Ừ. Tại vì ở dưới quê con ấy, nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng. Ừ. Nên không có muốn mình phải như vậy. Ừ. Xong rồi con lại đi học thêm cái trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Ừ. Và cái môn con chọn là cái môn tin học. Ừ. Tại vì nhưng mà con đã có bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp. Ừ. Là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Ừ. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Ừ. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm thì nó cao quá con không có đậu được. Ừ. Nên con mới xét xuống đại học Sài Gòn, cái môn đó nó vừa đủ điểm. Ừ. Để cho mình đậu với. Ừ. Lại nó cũng là sư phạm luôn rồi cái bằng đó sợ về quê không. Dạ. Có việc nên con học tiếp cái ngành trung cấp. Dạ. Máy tính. Dạ. Đó là, đúng không? Trung học trung cấp máy tính thì trong quá trình học á thì con cũng đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài. Ừ. Sửa điện thoại. Ừ. Sửa máy tính. Ừ. Rồi lại có cơ hội đợi dạ, đợi con gái mình nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về chỉ gọi con ra trường đi làm thôi thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Ừ. Hoặc là mình về mình không có việc rồi vợ mình đi làm rồi mình đâu có mình con trai mà mình chẳng lẽ mình ở bị lép vế nhà. Ừ. Mình ở nhà mình chờ vợ và nuôi sao được diễn chứ. Dạ đúng rồi. Ừ. Nên con phải quyết tâm con phải có một cái nghề gì đó thì con đi học trung cấp xong rồi con học nghề thêm thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt. Ừ. Ừ. Hay quá. Xong rồi có cái bằng đó. Ừ. Thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Ba này học ba này ba giờ trước. Ba học năm xong. Ừ, ba giờ sao về trước. Ba giờ trước mất. Mình ở đây mình sợ chứ. Cũng không sợ. Ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Ừ. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn. Ừ. Là lúc đầu mới vô. Chứ không có sợ đúng không? Dạ. Rồi con về con có việc liền không? Dạ có, con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 là con đã đi dạy ở Bình Thuận. À rồi. Dạ. Đó rồi xong rồi một con xong rồi là con đi về. Được, con xong rồi con cũng đi về con làm với Bình Thuận. Rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn. Tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện. À. Nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ. Tại vì vợ lại làm giáo viên tin nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học giống như kiểu chữa cháy vậy đó. Tại vì tháng 7 xong rồi tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đầu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em là không nổi. Rồi, cái bung. Là bung đi qua làm giáo viên. Thì thành ra ngay cái vị trí lại thiếu. Đang khuyết thì con về là chấm vô. Thì nói là vợ, người yêu của em đang làm cái nghề đó là về. Vô luôn. Con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Dạ. Một sự sắp xếp vô hình nào đó của ông Tơ bà Nguyệt đó. Đúng không? Đó. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê. Rồi xong rồi á bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa hay là phải đi hay làm. Là con đi làm 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian nó có chia tay gì không? Dạ gây lộn rồi có ghen tuông. Có lần nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đâu. Cũng không có trách móc gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái nhưng mà vợ con có giận con thì không? Vợ con thì nói chung là giận thì nhiều mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Dạ. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó. Dạ. Là có chia tay không? Dạ. Có. Có mà chia tay dài không? Có chuyện. Dạ. Chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. 3 ngày. Quá ngày dài. Luôn. Rất dài. Rất. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen cho tới bây giờ. Vụ gì? Vụ gì? Vụ gì vậy? Dạ. Cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi, làm cái bệnh đó. Viện đó đó. Dạ. Ở bệnh viện á. Thì một thời gian bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con. Và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh
thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương, không hề luôn, nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh, các bạn nữ đó là lơ luôn, nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm, giống như cái đầu tiên mà anh mà anh tin quan tâm cho con là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy, nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó, anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa, nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được thì con mới ủa, mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh, thì con nói là em thì không có cần thương hại, ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em mới cần thương hại, cho nên làm thôi, bây giờ em anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Thì con nói em anh chia tay đi, nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa, coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á, thì em cũng không nói là ai sai ai đúng, em chỉ nói là mình không có hợp thôi, thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á, là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em, em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Rồi, sau đó. Dạ. Thì sau đó là cũng con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu, nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường, hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không. Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin, tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều, nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do, nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa, nên con cũng không có đợi tin nhắn của ảnh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì ảnh mới nói con bữa giờ làm bạn với anh có vui không. Thì đâu có vui xíu nào, cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau, mới nói ra là vì sao anh lại như vậy, là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi nó sẽ khác với hồi mình đi học, nó sẽ có áp lực của công việc, chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em, hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm, còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại thì từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Dạ. Đúng đó. Đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà dạ. Phải chọn nhau, tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi. Ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Dạ. Một trong hai, đúng không? Hiểu không? Đó. Chọn sai là phải chịu thôi. Đúng rồi. Chưa? Ủa nhưng mà lúc may đó là không hai. Chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mọi đứa là có nghĩa là con đang ở nhà, con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin. Đúng không? Dạ. Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà đó, khác nhau hay dạ, sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó con biết không, thực sự á, cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị, nó sẽ rất là đáng yêu, nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực sự vừa lo việc vừa nhá tờ trả đúng lời. Rồi cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình không có được tự do. Mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện khác. Đúng rồi. Đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, vì cái nó bị mệt mỏi á con. Nó nghe này, cho nên là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó là cảm nhận của con sao? Lúc con ngồi nói chuyện á. Thì nói chung là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó thì thật sự thì mình nhắn tin thì mình nhắn tin với bạn bè thôi, chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho cái cô kia à? Không phải cô là bạn, giống như là một người bạn mới rồi mình tâm sự. Đã nói em gái mưa mà mưa hơi lớn xíu. Cũng may mà tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? Có 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi. 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ
mưa thuận gió hòa rồi đúng không? Dạ, dạ. Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Dạ. Bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi. Dạ. Trai bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó lật dạ. sang trang nè. Dạ, khi mà rồi. Lấy nhau xong rồi. Coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Ừ. Dạ. Là dài nhất. Ừ. Đó. Rồi không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý em nha. Có là góp ý để đối phương đúng sửa rồi. Nha. Phải đây là cơ hội để chúng ta nói nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ. Anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ, tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược. Nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Dạ, dạ sau con khi nhín cưới. Lại chút lòng tốt. Dạ, chuẩn bị nó. Nhín nó, lại một chút. Coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó, bây giờ bắt khui bị lạc đề rồi đó. Ừ. Khui tính tốt và lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn, coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ, nha. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi. Anh khui trước đi. Ủa là sao? Dạ, tại vì con thấy anh là cũng được mà. 9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25, 0,025 cái kia là cái gì? Dạ, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Chứ còn con thấy anh gì là ok lắm rồi. Không. Tức là giờ xấu con muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi điều gì hết. Dạ, đừng thay đổi, vậy thôi. Và hơn vậy nữa một xíu là được. Dạ. Đó là thay đổi hơn bây giờ xíu đó con. Dạ, thay đổi cái gì? Rồi. Nhưng mà thay đổi cái gì? Là ví dụ thương, bây giờ thương vợ con là thương cao như thế này, cao như thế này. Thì giờ thương tiếc, cao như thế này. Dạ. Đó. Ủa có mê game, có hút thuốc, có nhậu nhẹt. Ngày trước là anh có chơi game nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nó thay đổi ngược mà. Dạ, thành ra là vỡ mộng ngược. Ừ, vỡ mộng ngược thôi vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Ừ, tốt rồi. Nó khui tính tốt. Đúng rồi. Còn con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, về trước mắt ông có tật xấu không? Cái thay đổi là cái tật xấu đó. À. Ừ. Muốn vợ con thay đổi điều gì? Dạ. Vợ có tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Thì phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, phải giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi đó là thay đổi nè, rồi gì nữa? Rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho nó mập lên. Dạ đúng rồi. À. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tắm bổ này món này món kia nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho lười ăn cho nên mới vậy nè. Cho luôn đi. Dạ. Đó. Rồi. Chỉ mong vậy thôi. Với lại làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Dạ. Đó thì ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Lười ăn, đó, lười đánh răng. Đó và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con, đau răng là đuối lắm luôn. Rồi.